chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Nhã Đồng Quê. Hôm nay sáng Diền bán bánh ướt để ăn sáng ông bà cô chú ơi. Thì bánh ướt hôm nay là Diền bán bánh ướt chả lụa với nem chua nha. Thì đây là cái phần bánh ướt nè. Đó. Bánh ướt này vừa mới vừa chén luôn á, còn nóng hổi luôn á mọi người. Thì bánh ướt này ăn chung với chả lụa, nem chua nè. Thêm rau sống là giá dưa leo với lại rau thơm, thêm đậu phộng với hành phi nữa, ăn kèm với nước mắm chua ngọt. Bữa nay hơi bị khan tiếng. Nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Buổi sáng mình bán kiếm ít chục đồng lời. Tới 5 hộp đi. 5 hộp đó không? Wow. Đồ mặn. Dạ đồ mặn bà Tư ơi. Buổi sáng sớm là bác Út mở hàng cho Diền 5 hộp nha. Rồi bọc đâu, mình hộp đồ bay dữ vậy nè. 2, 4, 5. Hello người đẹp. Ai sáng sớm nha, sáng sớm nha. Già cả lẩm cẩm rồi, thông cảm đi. Thông cảm nha người đẹp ha. Bánh ướt thì rất là mềm và ngon. Cô đẹp nha, bánh ướt nhiều, thịt nhiều mà tất cả đồ đều nhiều mà rẻ nha. Ok, cái gì cũng nhiều hết, bán 50 ngàn hộp được rồi. Cái người đẹp ha. Cái gì để cũng nhiều hết thì ăn thua là giá cả thôi. Ăn nhoi còn luôn. Bữa nay không có mặn hả người đẹp? 7 giờ vậy hả? Vậy là giấc này là còn sớm nữa đúng không? Có bữa nào mình hơi tới luôn hơi nhiều ngõ ngắt ngừng lại thì hơi giác một chút. Cả nay còn lựa không hay là đi ó? Không, bên lựa nghỉ luôn rồi. Sao vậy? Bên cái hàng lựa không có lời. Vừa cho nghỉ luôn rồi, còn có bên hàng bầm với hàng ó. Dạ. Nay chị Trang được có mận không? Trang mới gài đám nghỉ rồi. Dạ 15 ngàn hộp đó ơi. Chết bà, trong mình có 10 ngàn, 15 thôi nghỉ. Chị Ba Đỉnh đó, bà chưa hay đó. Chị Ba Đỉnh khoái món này lắm nè. Cỡ này vô mùa đông rồi đó cả nhà ơi. Sáng nữa, ngủ thức dậy là không muốn thức miếng nào. Chỉ muốn chùm cái mền đó mà nằm hoài. Lụa
nha em. Hello bé lùng. Bé lùng ơi bé lùng mà. Này. Hả? Bì. Đó. Hai hộp út. Dạ. Út nhiều đó. Nhiều đó hả? Út nè. Mạnh dữ lắm. Út mạnh dữ lắm. Nói gì à? Vô chấm cho nghe lén coi. Nói gì mà nhí vậy? Này có không? Để tôi luôn đi. Ủa, này bột nhỏ. Rồi lại mấy hộp chưa đây? Một. Đi ốc trước đi. Rồi, cái nào ra nấy. Đâu, không phải đi trước, chuyện thôi dạ. Giận là ta nghĩ bán được 5 hộp đó. Bởi vậy mở hàng, Út mở hàng 5 hộp lận đó. Này, Út cầm cái chừng con. Cho bác 5 hộp cho Nhung đi làm. Dạ. Ui da, dạ, còn gớt nữa, 6. Cười. Dạ, bánh ướt. Khoái. 30, 60, 75 ngàn. Chứ ta để vô bọc đưa tiền làm ta bối rối. Bởi vậy để vô đây giùm con cái đi. À, 25 ngàn đúng không? Đúng. Thiếu đi. Trời, lát hậu. Giờ không có tiền rồi. Để vô đây. Trả tiền vô. Rồi, cảm ơn bác Út nhiều. Đem xuống để mà bay mắt thôi. Nói Út cũng không trả. Bởi vậy rẻ nghe, nhiều mà rẻ, nhiều mà rẻ hả? Câu này ra nói hoài luôn. Câu này ha, hình như là đầu năm tới cuối năm vẫn còn cái câu nói này. Để rau nhiều đúng không? Không, không, trời. Dạ luôn. Chịu để thịt nhiều mà rẻ. Không chịu, để rau nhiều rẻ thì chịu. Thì để rau nhiều. Rồi, 5. Tiếp hợp đi về đi làm cái. Dạ. 6 mấy hộp sao? Hộp à? Trời ơi. Có cho đổi đi sao hả? Ai đổi? Có. Sáng sau hồi của ai có đưa 15 lẻ đi. 15 lẻ mới đưa tiền bút cho là 6 nè. Thì đó thấy không? Bốc bảo bối ra liền. Ừ. Tao có đồ nghề ra. Có gì đó bốc ra đó. Hả vậy không chịu hồi? Có đủ đồ hồi, có ngàn lẻ mùi nhùi không à. Rồi cảm ơn người đẹp. Rồi đồng có gì. Đức lại tôi ngắm coi đẹp à. Dạ. Thôi đi cái. Chả lụa thật hả? Dạ, chả lụa thịt. Chả lụa hộp. Dạ, 93 hộp hả? Chín chờ con xíu nha. Gió quá gió.
luôn hả Sáu? Để đi Sáu ơi, bữa nào gặp đưa con. Dạ. Dạ. Bác cho tôi đi để con cá. Mấy hộp? Một hộp. Để trên đống củi kìa. Không sao đâu Năm ơi. Để nó ăn mình khỏi ăn. Lỡ có nó ăn mình khỏi ăn đâu gì đâu. Tới trưa mới ăn đúng không? À, 9 giờ, 9-10 giờ mới ăn. Còn tem cũng tẻ, tem nó nằm hiu hiu. Sáng cái uống cà phê, rồi uống nước trà vậy đó. Có khi cái chưa có mua gì, không ăn cái bánh cho mua về để thôi. Vậy à, để đó. Rồi lỡ để luôn rồi. Cái đó đưa cho cô kia đi. Có một hộp mà. Dạ, để bắt Nam. Nó không ăn bỏ rồi. Dạ. Trời ơi, bác Sáu đi đổi tiền luôn đó hả? Để bữa nào gặp con đưa cũng được. Cho có tiền nhỏ dễ thối đây. Dạ rồi, cảm ơn Sáu nhiều. Rồi cho con gửi luôn. Thì không cho. Mỗi khúc ra. Dạ, cảm ơn hai. Khỏi để hộp đi. Ồ, khỏi để bọc. Khỏi để hộp. Khỏi để hộp. Chạy vô cái gì á. Rồi, cảm ơn bác Nam. Làm sao cái ổng ngọn lựa ba cái đậu mọc ra. Vậy hả? Mà dạ, mình thì chị nấu cái chị làm được không cho nhiều á. Dạ. Không có sao ra rồi tội nghiệp bác sức cầm. Tôi tính để chậu phộng cho ông ăn cho nó ngon. Ăn cho nó ngon mà đậu phộng cứng quá nhai không nổi. Còn cái răng nào nữa vậy? Bán hai hộp bánh nước đi chút về lấy. Dạ rồi. Dạ rồi. Mấy thì có khúc mắt nhẹ. Không ốp. Bánh nước không lắm ơi. Vậy chắc có 10.000 nha. Hai chục hay gì? Hai chục hả? Hai chục hả? Hai chục ơi. Chục phòng nữa hả? Ngồi lỡ tay quên rồi. Rồi trong hoa ốc. Để về lựa nữa. Trần ơi, mặn quen tay. Quen tay rồi, không ăn chục phòng nữa, hãy chục phòng. Cái gì? Sầu tiên lắm nha. Dạ. 15 hộp hả? Dạ 15 ngàn hả? Cá bự nè, mua. Rồi có thu luôn nghe nha. Dạ dạ rồi nè. Dạ con đi chợ rồi. Đây. Dạ. Đây sao phải lên đi xuống. Lùa. Đi xuống lò sấy rồi. Đi xuống lò sấy rồi, đúng rồi, lò sấy đâu. Nhớ là không để đậu phộng, không để đậu phộng. Lép nhép trong miệng vậy. Anh Phi, chở thơm, anh Phi. Dạ rồi. Ơi ơi, bữa nay kìa mặc áo ấm, đồ đã ta. Mua thêm cho bà hai gì? Mua hộp nữa. Dạ, ông ước chờ con xíu. Nước nè. Trời ơi, sáng kìa, đội nón mà áo ấm đi vô. Đó, đưa đi hai kìa, ông bà bốc sắp ông nội đây, có bán sao. Đưa đây. Cả nhà nha. Cả nhà. Trời ơi, sáng đi vô mua đồ ăn sáng nữa. Đưa tiền đây. Đều mua rồi. Chào ông bà của chú đi. Chào. Cái gì? Qua dì hai, qua dì hai mua. Ồ, dữ dằn ha. Rồi, đợi dì hai xíu con, đợi dì hai xíu. Để dì hai bán cho ông Út rồi tới con nha. Rồi chút xíu đi. Đợi thôi dì hai xíu.
Nước mà chú bánh nước không chú ơi? Nè con gửi ông Út. Nhiêu ạ? Dạ 15 nghìn. 35 nghìn. Rồi cảm ơn ông Út. Đợi hai xíu. Đây, đây. Chàng ơi. Cầm đi. Sao bằng âm thôi. Thôi con cầm đi nè, cầm đi. Đợi xíu đi, dì hai bán cho chú, cho ông rồi dì hai bán cho con. Mua chị dạ. Sáng dì hai vô mua bánh ướt. Có ai dì hai chưa? À chưa. À chưa, chưa chào ông bà của chú đó kìa. Hẹn xe hẹn chị bóng thôi. Rồi cho con gửi chú. Để tiền vô giỏ sách giùm con luôn chú. Rồi cảm ơn chú nhiều. Đây bán cho bói nha. Dạ. Dạ. Chị bỏ tiền liền. Sáng cái cỏ gọi đó hả bác Nam? Chưa Chưa hả? Chuẩn bị đi hả? Rồi. Đi. Bà Sáu kìa. Cảm ơn anh. Sáng tối quá rồi không mà không chào gặp mát rồi. Gặp cái đâu mát. Trời ơi, xe mát. Mẹ mày đâu mát? Nè, mát cái lỗ này nè. Lỗ này mát cái lỗ này. Rồi, mát lỗ này. Đây là lỗ mát rồi. 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 Bye đi, bye đi. Bye dạ. Đi, bye con. Hết sức cho chị. Để ngày mai mốt gì đi. Hẹn bắt năm đi. Bánh tầm là phải chuẩn bị chứ. Dạ có đi. Sao? Nhiều ra. Dạ 15 ngàn à bà Sáu ơi. Dạ rồi chờ chị xin. 15 ngàn phải không? Này con gọi là sao? Khoan chờ con. Con hỏi là ta làm nghề. Đây cũng bắt năm một hộp luôn. Chờ chị xíu nha. Rồi, cảm ơn bác Năm. Dễ ăn hả? Một hộp đúng không? Dạ.
Cỏ này á, vô mùa gió bắc rồi cho nên là gió rất là nhiều luôn. Gió nó cứ bay hoài à. Lạnh không? Sáng lạnh không? Hả? Trần ơi, lạnh mà tới như quỷ lận. Chị hai đi chơi nữa. Chị hai đi chơi rồi. Bữa nay chị hai đi Tây Ninh chơi rồi. Tây Ninh nè. Tây Ninh là ở Tây Ninh. Tây Ninh nào? Tây Ninh là ở Tây Ninh. Thôi đứng đây sẽ nắng. Ừ đúng rồi, đứng ngoài nắng cho nó ấm. Ha. Đứng ngoài nắng cho nó ấm. Rồi con để cho bé lùn rồi con làm cho chín luôn. Chờ con xíu nha chứ. Đây. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Khoan khoan chị lấy bao tay ra cái đó, cầm cái đây. Đây. Cảm ơn nha. Ba hộp hả Trinh? Ba hộp với 52 hộp để là 5 hộp. Rồi ghế chờ con xíu đi Chính. Ông chú Ninh chở bà Út đi chợ rồi. Chở dạ. Món bánh ướt ở đây bán cũng khá là đắt luôn á mọi người chứ. Món này dễ ăn, đi đâu ai cũng thích hết. Bác Nam này yêu cầu sao không bán bánh tẩm. Không mà món bánh tẩm ở đâu nói chung ai cũng khoái chứ, dễ ăn. Cốt béo béo. Lặng với nhà chính là đó bán rồi bà cái gì? Cắt nhỏ nhỏ nhỏ, cộng nhỏ vậy đó. Cái nước như là dặn như một tiếng vậy đó. Dạ. Cái này còn cũng không mấy hộp nữa hết à. Hết giả. Mấy đứa nhỏ giờ này nó ngủ chưa thức hay sao? Giờ này mình nó chưa kéo xuống nữa. Chưa. Cũng lực mà. Cũng buồn. Nè qua đây cho tiền nè. Bói. Cái này nắng lên nè. Bói ơi qua đây cho tiền nè bói. Bác Chính giờ này cũng chưa thức đâu, chưa thấy ông Bác Chính. Để này trà lạnh ngủ được. Cỡ này là không có thức nổi. Thiệt thật sự gặn sắt. Không có thức miếng nào chứ. Trời nóng là thì ngủ được, mà trời lạnh thì nhất hả? Ừ, chín cũng được, chín gái cũng được, chín trai cũng được. Ngủ, còn ẩm thì nhất. Dạ. Yeah. Không, mấy người bị nhức á, trời lạnh này rất là mệt mỏi luôn á. Đau nhức dữ lắm. Mới dọn hàng lên á cho nên là không có thời gian để cắt bánh sẵn lên nè, chỉ gỡ ra thôi. Bữa nay không có bà cụ ở nhà cho nên không ai cắt bánh. Thường ngày á có cụ ở nhà, cụ gì cũng làm phụ hết chứ. Nay đi chơi rồi, đi Tây Ninh nè, đi tòa thánh thất hả? Cỡ này có lễ gì không mà đi cỡ này không?
nói bảo bà là ha đi núi bà đen gì đó. À đi núi bà đen hả? Đi mô kêu đi cho bà đi. Cho bà đi cắt treo mình dọn. Đi cho biết. Rồi. Không, bà 2 giờ nói chung thì đi cứ đi. Thì mẹ có cơ hội cứ đi. Cái đó nữa là dạ. Đúng rồi. Vậy ha. Đi dạ, Quế chứ đi đủ hết rồi. Quế Hà Nội chưa? Cái Quế Hà Nội thì chưa. Tại tiền máy bay nhiều quá không ai được thật vợ. Nói chung thì tiền máy bay đi xe mà vé thì nó cũng đâu có nhiêu đâu. Dạ, thì cái đó hơi xa. Ở đó hồi thì tới đây em đó được. Đi tới miền Nam được rồi hả? Này còn có một hộp nữa là hết chả rồi. Còn nem. Ăn cái này là nhờ hành phi. Có hành phi nhiều là nó thơm. Xíu nữa hôm nay đi chợ về ghé lấy. Cái này là hết chả rồi, còn có được có một hộp nữa là hết rồi. Đây chị lắc. Dạ 15.000. Chị lắc chín ơi chín nè. Trời ơi, còn dư đồ dữ vậy. Còn dư đồ mà hết chả lụa. Ăn không, ăn còn nhiều cho nè. Ăn nước. Trời ơi, cái này là thật đó. Để vô giỏ sách giùm con. Ủa sao con này còn... Tại con mua đâu có liều lượng đâu. Hết thịt. Ủa thêm 5 chưa? 5 dặn 2 hộp. Rồi thêm 5 2 hộp nè. Có làm rồi. Dễ gì quên thêm 5 chứ. Quên đây bà dì bà kỹ. Dạ. Nhiều. 30.000. Mới một hộp tính còn tiền. Dạ rồi đây. Tính tao mua gì 2 hộp cuốn rồi. Còn lại 35.000. Hai hộp nhiều mà nói 35. Ủa quên 30.000, trời thôi 20.000. Nhớ hai lại anh hộp. Xíu nữa lỗ 15.000 vậy đó. Rồi cảm ơn năm nhiều. Rồi. À bánh ướt bén hôm nay quá đắt cả nhà ơi. Hết trơn rồi. Nói cho hết đồ ăn hết chả lụa. Bánh thì còn chút đỉnh thì lát nữa về dĩa mua chả lụa về cho mấy đứa nhỏ nó ăn nữa nha. Giờ này thì nó ngủ chưa thức nữa. À, bữa nay chủ nhật cho nên là ngủ hơi bị trưa xíu.
không biết sáng giờ bán được bao nhiêu. Hồi lệ bắt út 25.000. Đây. Sáng diện mua đồ là 270.000. Dưới 10.000 giá là 280. Đây 280.000 tiền vốn. Còn đây là cái phần lời nè bà cô chú ơi. Không biết hôm nay lời được nhiêu nha. Qua wow, lời cũng khá khá à nha. 30, 40, 50, 60, 70. Wow, lời được 75.000 cả nhà ơi. Với lại mớ bánh ăn sáng 5.000, lát nữa gì mua trả thêm cho mấy đứa nhỏ luôn. Thì thôi, hôm nay là buổi sáng bán bánh nước rất là đắt luôn. Diền cũng lời được chút đỉnh. Thôi Diền cũng kết thúc video tại đây nha. Cũng chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.